Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tiếp về cách sử dụng Google Driver. Thì Google Driver thì là trong một cái thời gian một năm hoặc trên một năm thì nó sẽ thay đổi rất nhiều về mặt giao diện cũng như các chức năng. Cho nên ở đây tôi là hướng dẫn sử dụng Google Driver là vào lúc tháng 3 năm 2017. Thì sau này thì nó có thể có nhiều thay đổi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn về phần thứ ba là về Google trang tính, tức là cách dùng bảng tính trong Excel. Thì ở đây là Google trang tính. Thế nội dung của bài này thì là tôi sẽ giới thiệu các cái thao tác cơ bản trên Google trang tính. Thì trước tiên là các bạn hãy vào cái tài khoản, đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình. Chúng ta vào cái hộp thư Gmail, sau đó vào tài khoản và chúng ta vào cái hộp thư Gmail của mình. Sau đó trong cái hình lưới chứa các cái ứng dụng của Google, tôi nháy đây và mình chọn vào Driver. Thế để mở một cái trang tính mới thì chúng ta vào, nháy vào cái nút mới này, sau chúng ta nháy vào Google trang tính thì nó ra một cái trang tính mới. Cái màn hình của làm việc của Google trang tính thì nó cũng hoàn toàn và tương tự như Microsoft và Excel. Thì ở trên nó có menu chính, có thanh công cụ, có các cái cột, tên các cái cột đánh ký hiệu là ABCD và các cái dòng từ 1, 2, 3, 4 trở đi. Mỗi một giao điểm của một dòng cột là gọi là các cái ô của cái trang tính. Thế chúng ta nhập thì cũng hoàn toàn là tương tự như là trong Excel. Thế ví dụ bây giờ tôi mở một cái mà đã có một chút dữ liệu rồi. Ví dụ tôi mở cái này. Đây là mở cái cũ thì chúng ta chỉ cần nháy đúp vào cái tên của cái cũ, tên của cái trang tính cũ là được. Thế ở phía dưới màn hình thì là chúng ta là có các cái trang tính, ví dụ như là đây là một cái trang tính về ví dụ bảng lương của một công ty trách nhiệm hữu hạn Tràng An kinh doanh thực phẩm sạch vào tháng 2 năm 2017, có các cái cột là số thứ tự, họ tên, đơn vị, số ngày công, lương ngày, thưởng và lương tháng. Thì cái công ty này nó có ở các cái cửa hàng, ví dụ như là Tràng Tiền, Kim Mã, Hàng Đào, Âu Cơ, mỗi một cái cửa hàng lẻ này của cái công ty này thì nó có một cái người kế toán, có người mà nhập cái hóa đơn bán hàng vào máy tính và có tên là như thế này. Thế đây là bảng lương thì có số ngày công trong tháng, rồi lương một ngày của một người, thì thưởng thì theo nguyên tắc là nếu mà làm việc lớn hơn 25 ngày thì thưởng 1 triệu. Thế ví dụ chúng ta cũng nhập bình thường, ví dụ như là Vũ Hồng Nhung làm việc 28 ngày, lương là 260.000. Thế
Thế chúng ta cũng tính như vậy. Ở đây tôi xin giới thiệu như này. Chúng ta thứ nhất là các cái thao tác khi nhập ấy. Thì trước tiên thay đổi độ rộng cột là kéo cạnh phải cột. Đây, ví dụ như là chúng ta có thể kéo cạnh phải cột, thay đổi cột B, chúng ta đưa con trỏ về cái cạnh sau của cột B, chúng ta kéo. Đấy, thì sẽ thay đổi được độ rộng của cột. Thế cái thanh công cụ ở trên gồm có khung chữ, cỡ chữ, in đậm, in nghiêng, màu chữ, màu nền, kẻ khung, sao chép, định dạng số, căn ngang, căn dọc, xuống dòng tự động, xoay văn bản, chèn liên kết, chèn biểu đồ, tạo bộ lọc, chèn hàm số. Thì đây tôi giới thiệu cái thanh công cụ của như này. Thanh công cụ đây là in này, đây là hoàn tác undo này, đây là làm lại này, cái này là sao chép định dạng này, tất cả các cái định dạng số là ở cái khu vực này. Đây là phông chữ này, đây là cỡ chữ này, đấy, động nghiêng, gạch ngang, đây là màu văn bản, đây là màu nền, đây kẻ ô, đây là dòng ngang, đây là dòng dọc, xuống dòng tự động, xoay văn bản, chèn liên kết, chèn nhận xét, chèn biểu đồ, tạo bộ lọc, chèn chèn hàm số. Đây là tất cả các cái chức năng trên cái thanh công cụ. Ví dụ như là chúng ta có thể là chọn bằng cách quét như thế này. Chúng ta phông chữ là cho to lên Arial, nhưng chúng ta cho to lên cho 14 cho nhìn nó rõ này. Chúng ta chọn in đậm lên này. Đấy. Vì chọn là màu chữ, màu văn bản, ví dụ chọn là màu xanh đậm, màu xanh này. Chúng ta có thể chọn màu xanh này, chọn nền, nền này có thể chọn màu vàng này. Chúng ta chọn, chúng ta kẻ ô này, thì trông rõ hơn. Và tiêu đề này, tiêu đề thì chúng ta có thể là chọn cái màu nó là màu hơi hồng hồng một ít đấy. Thế chúng ta ở đây chúng ta kéo nó rộng ra một ít này, số ngày, lương ngày, lương tháng, kéo rộng ra. Thế như vậy chúng ta có thể dùng các cái công thức bình thường như Excel, ví dụ thưởng chúng ta tính là bằng if nếu số ngày công lớn hơn 25 thì ở đây giữ ở trong cái này thì là giữa các cái đối số và chấm phẩy. Đấy, thì là 1 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấm phẩy, còn thì thưởng là 0. Enter. Đấy, thì nhận người này là 1 triệu. Xong ta kéo xuống lương tháng thì bằng số ngày công, kéo cho nó đủ này, lương tháng bằng này. Số ngày công chúng ta nháy vào cái ô D3 nhân với lương ngày cộng với tiền thưởng bằng, và chúng ta kéo xuống để tính cho các người khác. Nói như vậy thao tác là hoàn toàn giống với lại Excel, Microsoft Excel. Đấy, như vậy thì chúng ta cái quá trình như thế chúng ta làm được cái bảng lương của cái này tháng 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 hai. Đấy, như vậy ở đây là cái công ty này nó có bốn cái cửa hàng
Thế thế bây giờ đây và cái bảng tính này, bảng tính một đây đây chưa có tiêu đề, ví dụ ở đây tôi có thể là thay đổi cái tên gọi của cái trang tính này, đổi tên đi, ở đây đây cho là bảng lương. Đấy. Thế đối với để quản lý bốn cái chi nhánh này, bốn cái chi nhánh cửa hàng này thì là công ty lập một cái trang tính là thống kê bán hàng theo thời điểm, là cứ là hết ngày nọ đến ngày kia, và ở đây có một cái là ngày. Có một cái trường là ngày, mã hóa đơn. Ví dụ như mã hóa đơn là M1, M1, M1. Đấy. Thì đây là viết tắt của cái nhân viên bán hàng, là ở trong cái bảng lương là có một người tên là Mai, một người tên là Hoa, một người tên là Phương. Đó. Thì M là Mai này, H là Hoa này, P là Phương. Đấy, những cái rồi còn một người nữa là Nhung thì sẽ có mã là N. Thì cái bảng tính này sẽ dùng chung cho cả bốn cửa hàng được. Dùng chung và bốn bốn cửa hàng cùng nhập online lên cái trang tính này. Thế cái ví dụ như cái người tên là Mai này, thì cái hóa đơn mã hóa đơn M1 này thì bán gồm có những cái mặt hàng như thế này. Ở đây có mã mặt hàng là G1 là gạo Hải Hậu này, G2 gạo Điện Biên này, T1 thịt bò, T2 thịt lợn, C1 là cá thu, R1 rau bắp cải, R2 rau muống. Đấy. Thì ở đây là gạo 1 này, đây thịt 1 này, rau 1. Đấy, như vậy cái hóa đơn thứ nhất này mà cô Mai này nhập ở cái cửa hàng, cô Mai nhập ở cái cửa hàng Tràng Tiền. Đấy. Thì là nó có ba cái mặt hàng này với giá như thế này và số lượng như thế này bằng kg này. Thế sau cô Hoa có cái hóa đơn số 1 là gồm có gạo Điện Biên này và cá thu này. Sau cô Mai có cái hóa đơn thứ hai cũng cái ngày 20 tháng 3 này. Đấy. Thì là ở đây là có rau muống là 10.000 đồng 1 kg. Đấy, thế cứ như vậy. Ở đây H2 này là cô Hoa ở cửa hàng là Kim Mã. Cô Hoa này nhập cái hóa đơn thứ hai gồm có rau này, gạo này và thịt vân vân. Thế cô Phương thì có cái hóa đơn thứ một là gồm hai mặt hàng này, cái hóa đơn thứ hai là hai mặt hàng này như ở ngày 21. Thế như vậy là cái bảng Excel này, cái trang tính này sẽ được nhập bởi cả cùng đồng thời bốn cửa hàng làm việc online. Đấy. Thì nó được cái này. Thế bây giờ từ cái này sinh tính được cái tên hàng. Ở đây cái bảng danh mục các hàng hóa thì gồm có mã hàng, tên hàng và đơn vị. Thế bây giờ để tính cái tên hàng này thì là ta dùng hàm VLOOKUP. Đấy. VLOOKUP. Cái giá trị cần tìm là cái mã hàng, cái mã hàng hóa này tra trong cái bảng chấm phẩy, giữa các cái đối số là phải chấm phẩy, tra trong cái bảng này. Ấn nút 4 ra địa chỉ tuyệt đối, chấm phẩy,
lấy ở cột thứ hai chấm phẩy cách tra này, à cái dữ liệu cái bảng kia không cần sắp xếp, đóng lại enter. Sau đó chúng ta kéo xuống thì sẽ được cái này. Bây giờ chúng ta tính cái cột tiền, tiền thì bằng số lượng nhân với giá. Thế ở đây chúng ta chú ý cái định dạng của cái cột giá là như thế này. Cột giá mà chúng ta định dạng là theo cái chúng ta chọn cái này, sau đó định dạng là số theo cái kiểu là đây, tức là ở đây ta chỉ tính đến đồng thôi. Và cái hàng nghìn đồng thì có dấu chấm, chúng ta chọn cái này, và cái cột số lượng này thì chúng ta định dạng là theo cái số bình thường như này, số lẻ là có dấu phẩy, rồi số lẻ có dấu phẩy theo kiểu của Việt Nam, nghìn thì có dấu chấm. Thế bây giờ nó tính thành tiền bằng giá này nhân với số lượng enter, và sau đó chúng ta kéo xuống là được. Và chúng ta có thể là định dạng nó theo theo cái đây là định dạng số khác này, chúng ta lại định dạng theo cái này, tức là không có số lẻ, là tiền không có số lẻ, và nghìn triệu thì là có dấu chấm. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ được cái thành tiền. Thì cái cách tính toán này là chúng ta hoàn toàn là giống với lại cái giống với lại 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 trong Microsoft Excel. Thế bây giờ sang điểm 3, thêm trang tính là chèn nút dấu cộng góc dưới bên trái màn hình. Để thêm một trang tính thì ở đây nó có dấu cộng. Đấy, chúng ta nháy vào đây. Nháy vào đây sẽ ra một cái trang tính mới. À, đây là cái trang tính trắng mới để chúng ta làm. Và chúng ta cũng có thể kéo được cái trang tính này. À, chúng ta sắp xếp lại bằng cái kéo trang tính. À, ví dụ ở đây chúng ta có thể là có cái trang tính, ví dụ ta lưu là điện thoại của các khách hàng chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có thể là thêm một cái trang tính khác ở đây. Các thao tác trên cột và hàng. Nháy phải chuột vào tên cột hay hàng thì ra một cái menu tắt. Ví dụ như là cái này. Ở cái cột này chúng ta chọn chọn cột, sau nháy vào cái nút mũi tên này thì ra một cái menu tắt. Thì trong này có các cái sao chép cắt dán này, chèn chèn một cột sang trái, chèn cột sang phải, xóa cột này, xóa nội dung cột, ẩn cột, thay đổi kích thước cột, sắp xếp cột theo tăng dần giảm dần. Đấy. Thì rồi định dạng theo điều kiện, ở đây có cái dán đặc biệt này, chỉ dán giá trị, chỉ dán định dạng, dán tất cả trừ đường viền, chỉ dán chiều rộng các cột, vân vân. Thì đấy là cái menu tắt của cái cột. Thế còn hàng, chúng ta chọn một cái hàng, nháy phải chuột ở đây thì nó cũng ra cái menu để chúng ta là xử lý cái hàng này, cũng sao chép cắt dán này, chèn lên trên một hàng, chèn bên dưới một hàng, xóa nội dung hàng, ẩn hàng. Thì là đấy là cái menu tắt của hàng.
Bây giờ tôi giới thiệu ở cái menu tệp tệp này có muốn tạo một cái bảng tính mới này, đổi tên này, di chuyển tới. Thì menu tệp này nó có cái chức năng là mới, sau đó là bảng tính mới. Thì chúng ta sẽ lập một cái bảng tính mới này. Đây là mở một cái tệp cũ để đổi tên cái bảng tính này, di chuyển cái bảng tính này, cái tệp bảng tính này đến một cái thư mục khác hoặc là chuyển vào thùng rác. Thế đấy là cái chỉnh sửa này, cắt này, sao chép, dán đặc biệt. Menu chỉnh sửa thì có cắt này, sao chép, dán này, dán đặc biệt này, tìm kiếm và thay thế này, hoàn tác lại này, làm lại này. Thế nên cái menu xem này có xem cái có hiện cái đường lưới ở đây. Đường lưới là các đường ngang dọc ở trên bảng tính này, nếu không chọn cái này thì nó sẽ trắng tinh. Thanh công thức để cho hiện cái thanh công thức là thanh Evit này. Trên này nếu chúng ta không chọn cái này thì thanh công thức không hiện. Toàn màn hình tức là xem bảng tính ở dạng toàn màn hình này. Đây là dạng toàn màn hình, ấn Escape thì là hủy chế độ toàn màn hình. Đó, Escape thì hủy chế độ màn hình. Thế như vậy là chúng ta xem rồi. Thứ 8 là chèn hàng, chèn cột, hàm, biểu đồ, hình ảnh. Rồi. Chèn là chèn hàng bên trên, hàng bên dưới, cột bên trái, cột bên phải này. Đấy. Chèn biểu đồ, chèn hình ảnh này, chèn liên kết này, chèn các hàm này. Thì là đây có các cái hàm sẵn, sum, average, cao, max, min, vân vân. Định dạng thì có định dạng số này, xuống dòng tự động này, định dạng theo điều kiện và xóa định dạng. Định dạng này, định dạng số, cái này quan trọng nhất này. Cách định dạng số là có các cái dạng khác nhau của định dạng số, mà đây là họ dùng theo Việt Nam, vì mình là ở Việt Nam cho nên đây là có cả chữ đồng ở đây sẵn, và cái số lẻ là dùng dấu phẩy, và hàng triệu là có dấu chấm. Đây là họ làm sẵn theo đúng kiểu của Việt Nam rồi. Thế rồi in đậm, in nghiêng, gạch chân này, căn chỉnh. Đấy, căn chỉnh trái, giữa, phải, trên, giữa, dưới theo 6 chiều ngang dọc. Rồi đây xuống dòng tự động. Xuống dòng tự động là có văn bản, nếu nó quá chiều rộng cột thì nó tràn này. Đây cho phép tràn. Xuống dòng hoặc là cắt, tức là quá chiều rộng bị cắt đi. Đây là xoay văn bản, định dạng theo điều kiện. Quan trọng nữa là xóa định dạng, tức là trở về cái dạng thô nhất. Tức là nếu định dạng phức tạp chúng ta muốn muốn xóa hết đi thì là dùng cái này xóa định dạng. Thế đến cái dữ liệu này, sắp xếp phân tách văn bản thành các cột, bộ lọc, bảng tổng hợp. Thì ở đây là dữ liệu này. Dữ liệu thì có mục sắp xếp và tăng dần, sắp xếp giảm dần. Đấy. Phân tích văn bản thành các cột. Phân tích văn bản thành các cột là như thế này. Ví dụ như là đây tôi đánh là ô này là ví dụ ô họ và tên này, trước tôi viết chung, bây giờ tôi muốn tách đây. Đấy, ví dụ cái cột này bây giờ muốn tách ra
muốn tách ra thành ba cột thì là chúng ta chọn cái cột này. Đó. Chọn này này. À, chúng ta kẻ ô đi như nào. À, dữ liệu rồi. Chúng ta tách thành các cột. Thế bây giờ phân cách bởi cái gì? Ở đây có thể là bởi dấu phẩy này, bởi dấu chấm phẩy này, dấu chấm, dấu cách. Ở đây tôi không có những cái dấu chấm, dấu phẩy. Ví dụ như là Bùi Văn Thanh chẳng hạn, tôi muốn tách họ họ và tên đệm riêng, rồi rồi tên riêng thì Bùi Văn sau đó phẩy Thanh, Nguyễn Văn phẩy Quang, rồi Lê Thị phẩy Bé. Thế ở đây tôi chỉ có dấu cách thôi. Đấy, thì nó sẽ thành ra ba cột, thành ba cột được phân cách bởi. Đấy, chuyển thành một cột họ tên, bây giờ chuyển thành như thế này. Đấy. Thì đấy là cái cách mà người ta có thể là từ một cột văn bản là tách thành nhiều cột, nhất là cái cột họ tên thì dùng cái cách như vậy. Ừ. Rồi bộ lọc bảng tổng hợp, ở đây có cái là bảng tổng hợp. Bảng tổng hợp này là nó lệnh pivot table của Microsoft Excel làm cái bảng tổng hợp này. Ở đây là các cái hai cái chức năng này, các chức năng bộ lọc. Bộ lọc thì khi mà thì đấy là lọc dữ liệu hay các chế độ lọc nguồn dữ liệu ở hai chức năng này. Bảng tổng hợp thì là pivot tab thì là dùng ở đây. Thế bây giờ ngay sang điểm 11 là chia sẻ một trang tính cho các cộng tác viên cùng chỉnh sửa, nhập mới, sửa xóa. Thì ta nháy phải chuột vào tên tệp trong Google Drive và chia sẻ nhập email cho các cộng tác viên. Đấy, ví dụ như cái này. Cái này thì bây giờ ví dụ tôi chia sẻ cho cái người là ví dụ một cái cộng tác viên Phương chẳng hạn, thì tôi gửi email cho họ. Đấy, ví dụ như cửa hàng cái bảng tính này thì tôi phải gửi email cho một người làm, sau đó gửi email cho ba người còn lại để cùng dữ liệu và nhập dữ liệu trong cái cái bảng tính về cái thống kê hóa đơn bán hàng như thế này. Thế bây giờ tôi đóng cái này lại, đóng cái này lại. Ở đây nhé, ở đây thì chúng ta có đến dòng thứ 15, mình chú ý sau tôi sẽ nhập một số cái khác. Đóng cái này lại. Như vậy là cái thống kê bán hàng này là bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho người khác, nháy vào đây, nháy phải chuột ra chia sẻ. Đấy, tôi mới nhập email cho những người khác. Đây, ví dụ nhập email cho người này. Tôi gửi. Đây là một người ở cái cửa hàng khác. Đúng không? Họ sẽ cùng cái nhập vào cái hóa đơn này. Đây là người khác, cái người bán hàng ở cái cơ sở khác. Đó. Họ sẽ mở cái đây, họ mở cái thư
cái thư mà vừa nhận ra này, thì đây là cái mà chia sẻ cho người ta. Ví dụ như đây là cô, ví dụ như cô Phương, nãy cô ấy nhận được cái thư này. Thế bây giờ nhân viên bán hàng ở cái cửa hàng ấy, ở cửa hàng khác, họ mới mở ra đây. Đấy. Và họ nhập tiếp vào đây. Đấy, nhập tiếp ví dụ như là à, ngày 22 tháng 3. Hai tháng ba 2017. Cô này là một cái hóa đơn thứ ba. Đó. À, ví dụ cái hóa đơn thứ ba này có người ta mua hai mặt hàng. Đây cũng là 22 tháng 3 à, 2017. Họ mua cái gì? Họ mua ví dụ như là họ mua gạo Điện Biên. Gạo Điện Biên này. Với lại thịt lợn. Gạo Điện Biên mười sáu nghìn mua 10 kg thịt lợn là 98.000. Hai cân 3 2,3 em được. Đó. Thì ở đây ta chỉ cần ta copy cái định dạng này cho nó. Đấy, cho nó thống nhất. Thế bây giờ chúng ta chỉ cần kéo cái này xuống sẽ thì nó sẽ ra thôi. Đấy, thì nó sẽ ra cái này, chúng ta cũng chỉ cần kéo kéo trên xuống thì sẽ là được. Đấy, như vậy là cái người ở cái cửa hàng khác nhập tiếp cái hóa đơn này, thì đồng thời là vì cùng làm online cho nên ở ở cái cửa hàng chính đây, tôi mở cái tài vào cửa hàng chính thì chúng ta thấy là hai cái cuối là nó cũng được cập nhật ngay, tức là mọi ở cửa hàng là cùng làm việc. Đấy, như vậy là chúng ta đã thấy là đây cái hóa đơn thứ ba của cái người P này, Phương này, hóa đơn thứ ba của ngày 22 tháng 3 là đã ở trong cái tệp ở cửa hàng chính là nó cũng xuất hiện. Đấy, như vậy là ta thấy là chúng ta có thể là chia sẻ cái trang tính cho nhiều cộng tác viên
cùng nhập mới sửa xóa. Đó, nhập mới sửa xóa. Thế bây giờ sang đến cái điểm 12 là xuất bản một trang tính lên blog hay website. Thế thế thì chúng ta chỉ cần là tệp sau cái xuất bản lên web thôi. Ví dụ như thế này, bây giờ cái này như vậy là chúng ta cái này nó làm việc là rất là tốt rồi, làm việc bốn cửa hàng có thể cùng làm việc trên cái tệp này được. Thế bây giờ tôi mới mở một cái trang tính về của một cái người bán hàng online ở trên mạng, thì họ bán cái thực các cái thực phẩm chức năng, thì họ có số thứ tự như này, tên sản phẩm là những cái tên này, nước sản xuất là này, giá tiền như này, họ muốn coi quảng bá trên một cái trang web, họ giới thiệu về thực phẩm chức năng, sau họ giới thiệu là tôi có những cái mặt hàng này giá như thế này. Đó. Ở đây có thể có như một số cột nữa mô tả về đặc điểm các cái thành phần, các cái hoạt chất ở trong cái từng sản phẩm này, thì cái đó thì có thể là thêm cho nó nhiều cột, nhưng đại đại thể là đây là những cái cột chính: tên sản phẩm, nước sản xuất. Đấy, người ta nhìn vào nước này là biết, là tương đối là người ta biết được uy tín của sản phẩm, và cái giá tiền là quan trọng nhất. Đó, tên và giá tiền là hai cái quan trọng nhất. Cái này bây giờ muốn quảng bá trên một cái trang web thì chúng ta phải xuất bản cái này. Đó. Và thế thì để xuất bản cái này thì đầu tiên là ta phải lấy cái đường link của cái này, tập này, sau xuất bản lên web, xuất bản lên web nhảy ở đây. Thế thì ta ta nháy cái xuất bản, thì sau nó hỏi lại là bạn có chắc chắn có xuất bản vùng lựa chọn này không? Tôi bảo có. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đường link, để cho anh ta một cái đường link này, và có thể trực tiếp là chia sẻ trên Facebook nháy vào đây, trên Twitter nháy vào đây. Đấy. Gửi email cho người khác ở đây, hoặc lên cái mạng xã hội của Google cộng ở đây. Nhưng bây giờ tôi lấy cái đường link này để chúng ta là nó xuất bản lên một cái trang web. Đấy. Thế tôi ấn Ctrl C. Thế ví dụ như bây giờ tôi có một cái trang web như này. Đây, bây giờ tôi có một trang web, tôi làm một cái bài mới, đăng một bài mới. Bài này về thực phẩm chức năng. Đó. Thì ở đây tôi giới thiệu. Đó. Giới thiệu là ví dụ như có một câu mở đầu, ví dụ trong trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta ăn là không đủ chất do đó cần bổ sung các vi chất. Thực phẩm chức năng
giúp cho ta. Đấy. Có đủ các chất cần thiết. Bài này giới thiệu một số loại thực phẩm chức năng vân vân. Dưới này là xem chi tiết. Mình chèn cái đường link vào đây. Nhảy vào đây. Đấy, đấy là cái đường link của cái bảng tính kia. Sau và nháy là mở cho một cái window mới add. Thế xong chúng ta public rồi. Chúng ta public là xuất bản cái trang này. Thế sau view view bài. Đấy, như vậy chúng ta có một cái bài trên một cái trang web. Thế ở đây xem chi tiết này, chúng ta nháy vào cái đường link này nó sẽ ra cái đấy, nó ra cái bảng của chúng ta. Đấy, trên trang web nó hiện ra như thế này để người mua có thể biết được giá và lựa chọn. Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta copy cái đường link này và cái này nó sẽ được xuất bản trên cái trên web, hoặc là chúng ta có thể là quảng cáo trên Facebook. Như vậy là cái phần 2 à, phần 3 của cái giới thiệu sử dụng Google Drive về cái Google Trang Tính tôi đã giới thiệu. Và đến đây là hết. Xin chào các bạn.